chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Mổ xẻ động cơ và đánh giá cái chiếc Bentley RFS 105i 2009 sắp Việt Nam với mức giá dưới 40 triệu 5 đồng. Mổ xẻ động cơ và đánh giá nhanh cái chiếc Bentley RFS 105i 2009 đã có mức giá bán sắp Việt Nam để cạnh tranh với mẫu nặng ký là Exciter 150 2009 và Quinny 50 2009. Theo đó, giá của chiếc Bentley RFS 105i 2009 đã về Việt Nam chính thức được tiết lộ mức giá bán rơi vào khoảng là 40 triệu 5 đồng, đã bao gồm VAT. Cái chiếc Bentley RFS 105i 2009 là một mẫu xe con tay thuộc cái dòng là Underbolt 150 phân khối, được cái showroom thử mô tô bắt đầu nhận được đặt cọc với mức giá là 40 triệu 5 đồng. Cái chiếc Bentley RFS 105i 2009 có mức giá bán cũng rất tốt so với các khẩu trong cùng một khúc đến từ Nhật Bản. Theo chúng tôi được biết thì cái lô hàng Bentley RFS 105i 2009 đầu tiên với mức giá bán là 40 triệu 5 đồng sẽ Việt Nam vào giữa tháng 2 năm 2009 này. Đi cùng với cái mẫu là Underbolt 150 phân khối là có thêm hai người đàn anh lớn là cái chiếc Bentley 302S 2009 hành tàu mới và Leoncino 500 2009. Cùng chúng tôi mổ xẻ có động cơ của RFS 105i và đánh giá nhanh cái sơ lược và cái chất lượng gia công của có động cơ 150 khối này. Và đây là cận cảnh có động cơ SOC xăng đơn với cái dung tích là 150c phun xăng điện tử cùng với công nghệ đánh lửa 3 buxi hiện đại. Cái động cơ SOC 4 van cò lăn giảm nhiệt nước chạy thẳng từ bơm vào trực tiếp xăng. Cái động cơ của RFS 105i sử dụng cái piston 57mm tính luôn cả cái lồng kính. Động cơ dùng là hệ thống cái nồi 5 lò xo, 5 lò 4, 6 cái lò xo giảm chấn cùng với cái ti đẩy ngược. Chất lượng gia công cái khối động cơ của RFS 105i là cực kỳ tỉ mỉ. Nhìn thực tế các chi tiết là hoàn thiện cũng rất là sắc nét, cực kỳ đẹp mắt. Cái công nghệ đánh lửa 3 buxi là cái sự kết hợp giữa EQ, hệ thống đánh lửa và buxi để duy trì động cơ hoạt động cầm chừng ở mức thấp nhất nhưng vẫn có ưu hóa cái sức mạnh khi tăng tốc. Nhờ vậy giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm cái lượng khí thải ra môi trường. Bentley RFS 105i 2009 xấu chứng minh với cái công suất là 15,5 lực tại vòng tua máy 8.500 phút, mô men sắc đại 13 Nm tại vòng tua máy 7.000 vòng/phút, đi cùng với hộp số là 6 cấp con tài. Với mức giá bán là 40 triệu 5 đồng, theo chúng tôi đánh giá cái chiếc Bentley RFS 105i 2009 là một cái lựa chọn là khá lý tưởng, là đối trọng lớn của hai ông Exciter 150 của nhà Yamaha và Quinny 50 của nhà Honda ở thị trường Việt Nam. Nhờ vào thiết kế cũng lạ mắt, động cơ với công nghệ là 3 buxi hiện đại, phuộc trước được trang bị upside down v.v. cùng mức giá bán là hết sức cạnh tranh. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này để trực tiếp nhớ like, subscribe.